Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thủ thuật để làm sao mà thúc đẩy, tức là thúc đẩy cái việc mà duyệt kiếm tiền trên YouTube, làm sao cho nó nhanh. Nói tóm lại là nếu mà gọi là kiểu dạng là dục người ta ấy, làm nào để duyệt kiếm tiền cho bạn nhanh. Thì tại vì cũng có nhiều bạn làm YouTube ấy, khi mà bạn đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi, được 4.000 giờ xem rồi, 1.000 subscriber rồi, nhưng mà bạn gửi cái đơn đến YouTube mà để xét duyệt kiếm tiền ấy, để được có thể chạy quảng cáo, đặt quảng cáo các thứ ấy, nhưng mà các bạn chờ một ngày rồi đến 10 ngày, sau đến một tháng, một năm rồi cũng không thấy gì. Mà các bạn có thể các bạn chán nản và các bạn không hiểu là kênh của mình có vấn đề gì ấy, thì các bạn có thể làm được những làm những cái thủ thuật sau để làm nào để, tức là để dục YouTube và có thể để confirm lại với người ta, hoặc là để nhận được cái feedback xem là kênh của bạn có vấn đề gì mà không được duyệt kiếm tiền hoặc là đang duyệt kiếm tiền chậm. Thì tất cả những cái mình chia sẻ này ấy, nó chỉ là cái thủ thuật mà để giúp các bạn có thêm cơ hội được bật kiếm tiền thôi, chứ còn cũng chẳng có ai ở trên YouTube này có thể nói chắc được là có thể giúp cho kênh của bạn bật kiếm tiền 100% cả. Mấy ông nói thế toàn là mấy ông Buffett đấy, các bạn hiểu như thế. Và những ông như thế thì đa số các bạn ok thì mình sẽ giúp kênh của bạn được bật kiếm tiền trong vòng mấy giờ, trong vòng mấy ngày, các thứ linh tinh. Nói chung là toàn nói chém gió thôi. Chứ còn cái việc bật kiếm tiền YouTube ấy, tức là cái duyệt và cái chương trình đối tác của YouTube, thì nó là cái công việc duyệt thủ công. YouTube họ sẽ duyệt thủ công kênh của bạn. Họ phải xem xét cái nội dung kênh của bạn là một. Với thứ hai nữa là xem là có đủ điều kiện hay không. Chứ họ cũng không phải xem xét tự động. Tự động giống như các tool khác. Nếu tự động thì nó dễ. Duyệt thủ công thì họ phải, tức là phải ngồi phải xem. Nhưng mà một ngày thì YouTube nó nhận được rất là nhiều cái lá đơn mà xin bật kiếm tiền rồi xin trở thành đối tác ấy. Nếu như mà có thể họ lỡ hoặc là họ quên hoặc là họ chưa kịp xem ấy, thì các bạn có thể làm những cái động tác sau đây. Ok. Đến cái thứ nhất là mình khuyên các bạn nên làm nhé, là sau khi các bạn đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi ấy, và các bạn đã làm đủ 3 bước này. Một là các bạn gửi đơn này, hai nữa là các bạn kết nối với tài khoản Ascend này, sau đấy bước thứ ba là các bạn chờ duyệt, đúng không? Xong trong cái thời gian chờ duyệt ấy, nếu như các bạn cảm thấy lâu thì các bạn có thể một là các bạn tạo cái tài khoản, gọi là tài khoản Twitter nhé. Twitter này, biểu tượng con chim hót này. Twitter nó cũng là một cái dạng mạng xã hội khác, nó giống như là Facebook, giống như là YouTube thôi, nhưng mà nó là một cái mạng xã hội khác mà cái đội hỗ trợ của YouTube làm việc trên Twitter này nó tương đối rất là năng động ấy. Tức là trả lời rất là nhanh. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái ví dụ cái này. Mình có vấn đề với kênh YouTube của mình, thế là mình cũng tweet một cái này, mình hỏi người ta. Đây cái tài khoản của YouTube mà gọi là Team YouTube nhé. Team YouTube này thì chuyên giải quyết các cái sự cố rồi là hỗ trợ rồi thắc mắc của những cái người làm YouTube như mình. Họ trả lời ngay này. Từ ngày 14 tháng 2 năm 2020 này, lúc đấy mình gặp trục trặc cái mình tweet một cái là ok, là họ trả lời ngay. Sau đấy là còn vài lần nữa, kể cả có một lần cái kênh của mình là bị đóng luôn, kênh của mình bị, tức là bị khóa lại, kiểu không có lý do gì không biết bị ai đó report hay như thế nào đấy. Thì mình cũng dùng Twitter này và mình liên hệ với team YouTube này để mình xin hỗ trợ, và họ đã hỗ trợ, họ mở khóa kênh của mình luôn. Và mình biết là có một số bạn nữa, kể cả YouTube vài trăm nghìn sub mà cũng bị mất kênh các thứ, cũng lên Twitter này và có thể nhờ hỗ trợ của team YouTube này và đã cũng lấy lại được kênh. Thật ra là mình khuyên các bạn là nên tạo một cái tài khoản Twitter, sau đấy là các bạn có thể tweet và các bạn gửi. Đây ví dụ các bạn tạo ra một cái dòng tweet như này, tweet này, sau đấy các bạn có thể nhấn a còng team YouTube đó. Các bạn gõ vào a còng team YouTube, tức là các bạn đây, các bạn kích vào đây, nhớ các bạn phải tích vào cái tích xanh nhé, có tích xanh thì nó mới là chính là team YouTube đấy. Sau các bạn gõ vào hello này, please review my channel, I got 4 hour, what time, I got 4,000 what hour and 1k subscriber already, but the review EPP review is still pending. Đó, thế các bạn chỉ cần đánh đơn giản như này thôi.
một cái nội dung đơn giản. Nội dung này nếu bạn nào không biết tiếng Anh thì bạn có thể copy trực tiếp cái chữ này. Mình sẽ dán cái đoạn này ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể copy. Copy bạn dán vào, sau các bạn nhấn vào tweet. Đấy, như thế các bạn đợi thôi, đợi thời gian họ sẽ review lại. Đó là cái cách thứ nhất là lên Twitter nhé. Đây mình sẽ đóng lại, mình sẽ không tweet cho người ta tại vì kênh của mình đã ok rồi. Cái thứ hai là các bạn có thể làm trực tiếp ở trong YouTube Studio. Để làm trực tiếp ở trong YouTube Studio ấy, thì các bạn sẽ đi đến cái trang YouTube của bạn nhé. Sau đó các bạn kích vào đây, bạn kích vào cái biểu tượng kênh của bạn này. Sau đó các bạn đi đến phần YouTube Studio nhé. Các bạn đợi tí, mạng nó đang load, nó hơi chậm. Rồi, đây là cái YouTube Studio của mình nhé. Như các bạn đã biết thì kênh của mình thì được bật kiếm tiền rồi. Bật kiếm tiền từ cách đây hơn năm rồi, lâu rồi. Thế thì ở trong mục kiếm tiền này thì nó sẽ không có các cái bước 1, 2, 3 nữa. Nhưng mà khi mà các bạn đã đang được xem xét, ấy, đang được duyệt ấy, thì các bạn sẽ kích vào nút này này, gửi phản hồi nhé. Nếu mà tiếng Anh gọi là send feedback. Thì khi mà các bạn kích vào cái nút gửi phản hồi này thì YouTube nó sẽ cho phép bạn là có ý kiến ở đây. Viết một cái đoạn ý kiến ở đây và gửi kèm thêm ảnh chụp màn hình nhé. Cái ảnh chụp màn hình này rất là hay. Bạn sẽ chụp được các cái thông tin quan trọng, các thứ ở trên kênh của bạn nhé. Đầu tiên ấy, mình sẽ tắt cái này đi trước này. Đầu tiên mình sẽ đi đến cái phần số liệu phân tích. Tức là để số liệu phân tích ấy, để mình có thể tí nữa mình chụp màn hình ấy, là mình sẽ chụp được là số giờ xem, rồi là số người sub các thứ ấy. Bạn nào mà gần đủ 1.000 sub với lại 4.000 giờ xem ấy thì các bạn phải đi đến cái chỗ này nhé. Các bạn chọn cái mốc thời gian ấy là 365 ngày qua nhé. Tại vì YouTube họ sẽ xem xét là 365 ngày. 365 ngày gần nhất của cái kênh ấy, nếu mà đủ điều kiện là 4.000 giờ xem và 1.000 subscriber thì họ sẽ xem xét cho các bạn để có thể bật kiếm tiền. Đây ví dụ này, bạn để ở chỗ này, sau đấy các bạn đi đến phần này, phần gửi phản hồi nhé. Bạn đến gửi phản hồi, sau đấy bạn sẽ gõ vào. Nếu như bạn nào mà không biết gõ ấy, thì bạn có thể copy cái dòng này, mình sẽ đặt ở dưới mô tả nhé. Copy này, đây mình sẽ gõ vào. Xin chào đội hỗ trợ nó hơi chậm nên mình đánh cho nó trợ YouTube phải xuống dòng. Đấy, hiện tại đánh tiếng Việt nhé. Các bạn đánh tiếng Việt hoặc tiếng Anh được, nhưng mà mình nghĩ ở kênh của bạn tiếng Việt thì bạn đánh tiếng Việt. Hiện tại kênh của tôi đã đủ điều kiện bật kiếm tiền, đủ điều kiện nhé, tham gia chương trình đối tác YouTube mở ngoặc IPP. Kênh của tôi đã đạt 1.000 hoặc là 1.000 bao nhiêu thì các bạn có thể đánh vào đấy. Ví dụ một ca người đăng ký và 4.000 giờ xem trong 12 tháng gần nhất. Đấy, chấm kênh, nội dung kênh, bạn phải đề cập đến cái nội dung kênh của bạn nữa nhé. Nội dung kênh của tôi phù hợp với nguyên tắc cộng đồng của YouTube, vậy đề nghị các bạn xem xét chấp thuận đơn xin tham gia chương trình đối tác của tôi sớm nhất, sớm nhất có thể xuống dòng, xin cảm ơn. Đó, cái nội dung này như này nhé. Nội dung là tương tự như này thì có mấy cái quan trọng. Một là các bạn phải nói là các bạn đủ điều kiện bật kiếm tiền, được bao nhiêu giờ xem này, được bao nhiêu người đăng ký này, và nội dung kênh của bạn này phù hợp với cái nguyên tắc cộng đồng. Đấy, sau đấy là xin người ta để tham gia và người ta đồng ý sớm. Sau đấy các bạn sẽ gửi kèm ảnh chụp. Thì để gửi kèm ảnh chụp ấy thì các bạn sẽ nhấn vào nút này.
Tức là bạn nhấn vào lúc này và bạn chụp những cái vị trí quan trọng nhé. Bạn nhấn vào lúc này, sau đấy là ở đây này, các bạn nhìn này, nó có cái vuông này, thì đầu tiên ấy là bạn sẽ chụp này, 365 ngày qua này là một này, đó. Sau các bạn chọn cái kênh của bạn này, đó, là hai này. Cái thứ ba nữa là số người đăng ký này, đó, và bốn này. Cái thời gian xem này, tức là cái số giờ xem ấy là 5. Và các bạn kích vào xong. Đó. Và bây giờ ấy, ở trên ảnh chụp màn hình này nó sẽ highlight những cái vị trí này thôi. Và sau đấy các bạn kích vào nút này, gửi. Đó. Như thế thôi. Thì cái việc đấy ấy, và các bạn việc các bạn vừa gửi như này ấy, là các bạn đã dục cái đội review kênh của YouTube ấy, họ sẽ gợi họ, tức là họ gợi họ để họ nhớ, để nhớ đến kênh của bạn đã ok rồi, đề nghị họ xem xét, thì khi đấy là họ sẽ bắt đầu xem xét kênh của bạn và nó sẽ rất là nhanh. Trước cái kênh tiếng Anh ấy thì mình chỉ gửi một cái là nó trong vòng khoảng tầm một ngày là nó đã duyệt kiếm tiền cho mình rồi thì ok. Còn kênh tiếng Việt này thì mình phải làm cái động tác này, là tức là mình phải gửi cái phản hồi này, thì sau đấy, tức là trước đấy thì gửi khoảng tầm 3 ngày không thấy người ta duyệt kiếm tiền gì cả, nhưng mà sau khi mình gửi cái phản hồi này thì đến khoảng tầm 4-5 tiếng sau ấy là bắt đầu đã có kết quả luôn. Nhưng mà cũng chả biết có phải là do mình gửi lâu rồi thì người ta xem xét hay là mình gửi cái này không. Thế tuy nhiên nó cũng là một số cái cách để các bạn có thể bật kiếm tiền được nhanh hơn, dục YouTube duyệt kiếm tiền cho các bạn nhanh hơn. Đó, đấy là cái nội dung mà trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Còn nếu như bạn nào mà gặp vấn đề gì về việc mà bật kiếm tiền hoặc là sai đâu về cài đặt các thứ, về AdSense các thứ ấy, thì các bạn có thể hỏi mình hoặc là liên hệ với email hoặc Facebook mình ấy, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn, có thể qua TeamView hoặc là UltraView ấy, tùy. Có thể sau các bạn ấy mời mình uống cà phê chẳng hạn. Đấy. Ok, hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.